giây phút đăng quang của các thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung khảo ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin xứng danh thí sinh Hồ Thị Hồng Yến đến từ Đại học Việt Sinh. Và tiếp theo là thí sinh Nguyễn Văn Anh Phong cũng đến từ Đại học Việt Sinh. Và cặp đôi thí sinh xuất sắc nhất của tối ngày hôm nay xin trân trọng thân mời bạn Phan Quốc Minh Hoàng và Dương Mai Thúy Hằng, Đại học Việt Sinh. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Bô Lê Xoan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng lên trao giải cùng thầy Trương Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Sinh lên trao giải nhất cho các thí sinh đạt giải của tối hôm nay. Trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành cho các bạn cái sân phục tràng nắm tay thật lớn để chia sẻ niềm vui của các bạn nào. Vâng, xin cảm ơn quý vị hiểu, cảm ơn các bạn thí sinh. Và xin mời các bạn thí sinh ở phía sau, chúng ta cùng tràn lên phía trên để chụp hình lưu niệm cùng với ban tổ chức và quý vị đại biểu. Vâng, thưa quý vị, phần trao giải vừa rồi cũng đã vừa khép lại đêm chung khảo tối hôm nay. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức nhân dịp năm mới vừa sang, chúng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khán giả một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, mã đáo thành công. Và đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ, các trường bạn, các tổ chức đoàn hội đã phối hợp với chúng tôi để tổ chức xong chương trình này thành công một cách rực rỡ như buổi tối hôm nay. Xin chào tạm biệt ạ.